Tp.HCM dự kiến sẽ xây khu thương mại ngầm dưới nhà ga trung tâm Bến Thành nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ với tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, tương đương với trên 300 triệu đô la Mỹ. Theo ban quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thương mại dưới lòng đất dự kiến có diện tích gần 45.000 m2, trong đó 18.000 m2 dành cho cửa hàng và khu thương mại, 21.000 m2 dành cho hành lang và quảng trường. Trung tâm dài 700 m, rộng 60 m, nằm cách mặt đất khoảng 3 m. Trung tâm sẽ nối với các tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, metro số 2 Bến Thành Tham Lương và metro số 3A Bến Thành Bến Xe Miền Tây Bình Tân và kết nối với các trung tâm thương mại lớn xung quanh. Hiện thì dự án đã hoàn tất các hồ sơ và đề cương xây dựng để trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Nếu được chấp thuận, dự kiến cuối năm 2016 đầu năm 2017 dự án có thể được xây dựng để hoàn thành đồng bộ với tuyến metro số 1. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố cho biết hiện đã có 3 đến 4 nhà đầu tư đăng ký tham gia dự án. Cơ quan này sẽ tổ chức đấu thầu cho đối tác nếu dự án được thông qua.